Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, thì người lao động trong độ tuổi lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ sẽ được vay vốn ưu đãi để học nghề và giải quyết việc làm. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2016, người lao động trong độ tuổi lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ sẽ được vay vốn ưu đãi để học nghề, giải quyết việc làm. Nhà nước sẽ hỗ trợ 2,6 triệu đồng trên một khóa học cho những ai bị thu hồi đất có nhu cầu được đào tạo nghề sơ cấp, trung cấp hoặc cao đẳng. Ngoài ra thì người học còn được ưu đãi vay vốn với chính sách giống như học sinh và sinh viên. Trong trường hợp muốn vay vốn để mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị để mở rộng nhà xưởng thì người lao động bị thu hồi đất sẽ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để giải quyết việc làm. Ngoài ra thì người lao động còn được vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài với mức vay tối đa tùy từng thị trường lao động.